Vâng, xin chào toàn thể quý anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô cũ của em Lợi nhé. Vâng, sắp tới cuối tuần này là kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 rất dài đây quý chị ơi. Với cái tầm tài chính 430 triệu, bác nào mà thích mua một cái chiếc xe bán tải về đi chơi 30 tháng 4. Đây, một cái chiếc xe BT đời 2017 cực kỳ đẹp nhé. Chiếc xe màu trắng với cái tầm tài chính 430 triệu nhá. Anh em nào quan tâm thì liên hệ với em Lợi nhá. Xe bao zin, bao đẹp, không tai nạn ngập nước và khẳng định pháp lý, bao rút hồ sơ cho anh em trên mọi miền Tổ quốc. Và sau đây em sẽ quay review chi tiết tổng thể từ khung gầm nội ngoại thất cho quý anh chị xem chiếc xe này nhá. Anh em nào quan tâm thì mời qua địa chỉ cửa hàng em Lợi là địa chỉ 1019 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp. Mời anh em theo dõi tiếp video. Vâng, và đây là cái phần ngoại thất bên ngoài của chiếc xe này. Xe được trang bị nước sơn màu trắng nhé. Tất cả các cái phần đồng sơn bên lái của chiếc xe khá là đều màu. Xe được trang bị la răng hoa cúc này. Với chiếc xe này thì được bác chủ độ thêm nắp thùng thấp này. Toàn bộ kính đèn thì đều zin theo xe. Phần đầu của chiếc xe này vuông thành sắc cạnh này. Và toàn bộ cabo là sơn zin nhé. Kính lái này, gầm bệ phía trước này, đến phần đầu ba đợt sốc của chiếc xe thì còn khá là đẹp và mới nhé. Đèn pha này, lốp láp rất dày nhé. Toàn bộ khung gầm quá là đẹp và mới luôn. Xe bên em Lợi cũng vừa mới thay dầu, bảo dưỡng 4 má phanh cho quý anh chị. Đồng sơn bên phụ của chiếc xe này đều rất là đẹp. Ở cái tầm tài chính 430 triệu, anh em nào quan tâm chiếc BT số tự động đời 2017 thì nhấc máy liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986 265 090. Hoặc các bác có thể qua địa chỉ cửa hàng em Lợi là địa chỉ 1019 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp nhé. Đèn hậu của chiếc xe là nguyên bản này, lốp phía sau cực kỳ dày nhé. Đại sắp xi thì không có bắn neo phủ gầm gì, toàn bộ đường gần sơn này rất là đẹp. Đồng gầm phía sau đây, đấy, cổ bô cổ xả của chiếc xe cực kỳ sáng và mới nhé. Lốp dự phòng cũng khá là dày. Đấy. Cản sau của chiếc xe này đến cốp này đều rất đẹp, đèn hậu hai bên là nguyên zin nhé. Về cái phần ngoại thất bên ngoài của chiếc xe là cam kết bao zin, anh em cứ mang hàng mang thợ đến trách test kiểm tra thoải mái nhé. Nếu phát hiện ra đâm xô tai nạn, bên em Lợi sẵn sàng bồi thường 50 triệu tiền đi lại cho quý chị nhé. Và sau đây em sẽ quay vào phần nội thất bên trong cho quý chị xem nhé. Vâng, và đây là cái phần nội thất bên trong của chiếc xe nhé. Từ cột kèo, tóc ly, cánh cửa của chiếc xe là bao zin, trải sàn da được bác chủ làm thêm này, rất là đẹp nè. Cột kèo nội thất ghế này rất là mới nguyên bản. Trần của chiếc xe được bọc thêm và toàn bộ các phần táp ly này, keo chỉ cánh cửa này zin hết nhá. Bậc lên xuống này, ốc ngàm cánh cửa này nguyên zin. Xe đây, keo chỉ cánh cửa phía trước này, đấy, táp ly này, kính này đều có số 7 theo năm sản xuất 2017 nhá. Nội thất vô lăng của chiếc xe này còn khá là đẹp. Đấy, hộp số tự động một cầu nhá. Vô lăng của chiếc xe là khâu da nguyên thủy từ đầu. Audio của chiếc xe là 13 vạn nhé. Tất cả các cái phần hộp số này, tắp lô, tắp ly, cột kèo này zin. Anh chị em nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi thì cho em Lợi xin tự giới thiệu, em tên là Lợi, chuyên mua bán ô tô cũ tại Hà Đông, Hà Nội. Địa chỉ cửa hàng em Lợi là địa chỉ 1019 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Bác nào có nhu cầu bán xe lên đời xe, alo em Lợi nhé. Em Lợi nhận mua xe trên mọi miền Tổ quốc. Đấy, tất cả các đinh bấm, đinh dập này, sàn này có này. Đấy. Đây, táp ly cánh cửa bên phụ này. Zin 100%, nội thất ghế này rất là đẹp nhé. Trải sàn nội thất này từ trong ra ngoài đều rất là mới và nguyên thủy từ đầu. Xe nhập nguyên chiếc Thái Lan, các cái ốc khóa bản lề này đều zin hết và bậc lên xuống ốc cột đều nguyên bản nhá. Keo chỉ zin này. Kính này, bên phụ bên lái đều có số 7 nhá. Tất cả các kính trên xe đều có số 7. Xe nhập nguyên chiếc nên đóng cửa khá là chắc chắn và độ cáp êm của chiếc xe cực kỳ tốt nhé. Khoang động cơ của chiếc xe đây, từ các cái nhựa này, này, cổ bô cổ xả còn sáng và mới, ốc zin nhé. Đấy. Toàn bộ các cái phần khoang động cơ, ốc tai, cabo này đều nguyên bản hết này. Đấy. Đinh bấm, đinh dập này, thêm các cái phần tai đầu răng này, nguyên zin nhé. Máy rất sáng và mới nhé. Tất cả các cabo này, đinh bấm, dinh dập và doang chỉ cabo là zin.
Vâng, vừa rồi em Lợi vừa review giới thiệu chào bán đến toàn thể anh chị em và các bạn đang xem video một cái chiếc xe Mazda BT đời 2017 số tự động một cầu máy dầu. Cái tầm tài chính 430 triệu, bác nào quan tâm liên hệ với em Lợi nha. Em Lợi xin chào, gặp lại quý chị các bạn trong một video gần nhất.